chào mọi người nha. Hiện mình đang có mặt tại công viên biển của thành phố Quy Nhơn. Chiều hôm nay không khí tại công viên biển cũng như là dọc bờ biển thành phố Quy Nhơn rất là nhộn nhịp, tấp nập, dòng người đổ về đây ngày một đông. Bây giờ cũng đã 5 giờ rồi. Sau đây mình sẽ review lòng vòng bạn xem nha. Đây các bạn, chiều hôm nay thì dòng người đổ vào đây khá là đông đúc. Mình đang đi ra phía bãi biển, dọc bãi biển. Nào là xe ô tô, xe máy vào cái bãi của cái công viên. Biển này rất là đông. Phải nói là khách du lịch đó. Khách du lịch đây nhìn thấy là ở Tây Nguyên rất nhiều. Bản số của Đà Lạt 49, rồi 81, 49 Lâm Đồng, 81 Gia Lai, 47 Đắk Lắk, rồi Kon Tum, rất là nhiều. Hôm nay là xe máy để la liệt trong công viên này. Mình đi dọc ra ngoài phía bãi biển các bạn xem nha. Tiệm đang tìm đường mình đi ra đây. Đi cái đường nào đây? Đây đang đứng ở trên cái bờ kè của bãi biển này. Dòng người đổ về tắm biển chiều hôm nay ngày một đông các bạn, quá đông luôn. Này không khí rất là mát mẻ. Dòng người quá đông. Dọc bãi biển đây dài đến mấy cây số mà. Thank you.
mình đang đi dọc dọc ở trên cái bờ kè của công viên biển. Có lẽ là năm nay nghỉ lễ hơi dài cho nên là lượng người đến thành phố Quy Nhơn là khá là đông. Tắm biển rất là vui, đủ mọi thành phần lứa tuổi đó. Có một cái điều đặc biệt ở tại công viên biển của thành phố Quy Nhơn đó. Trong công viên nó vốn dĩ nó có một cái giếng nước ngọt nha các bạn. Có thể là cái giếng này được khai thác và sử dụng cũng khá lâu, mà sau khi mà Quy Nhơn xây dựng cái chỗ này thành cái công viên thì cái giếng này người ta vẫn còn giữ. Nên ở đây thì có rất nhiều người địa phương đây thì người ta đi tắm biển thì xong người ta lên đây người ta tắm ở trên cái trong cái giếng này luôn. Để mình quay sát sát lại cái giếng các bạn xem nha. Không, quay cái giếng này rất là lạ. Chỉ có công viên biển của thành phố Quy Nhơn mới có cái giếng này thôi. Giếng này cũng khá lâu rồi, giờ người ta vẫn giữ đấy. Nước là cũng khá nhiều đó. Đây, giếng nước. Nước khá nhiều rồi. Ở đây đi. Đúng rồi chứ. Đứng tại cái vị trí bãi biển Quy Nhơn chỗ gần khách sạn Bình Dương, mình có thể nhìn chéo qua khu du lịch Gành Ráng. Đây có cái chữ để trên triền núi kìa, chữ Gành Ráng Tiên Sa kìa. Gành Ráng Tiên Sa. Quá đông, tắm biển. Rồi giờ mình đi dần dần xuống sát cái dưới. Dưới bãi biển rồi. Đây, mình đang đứng ở dưới sát dưới nước luôn đây. Hôm nay có vẻ là sóng biển cũng nhẹ nhàng, không có gì. Sóng biển chiều nay nó nhẹ nhàng.
đi vòng vòng đây một đoạn nha các bạn. Quá mát luôn, đi dọc dọc lên. Mình đi lên đây, mình kết thúc cái video đây nha các bạn.